cũng như vừa bác sĩ vừa mới làm rõ rằng là liên quan đến hội chứng buồng trứng đa nang thì sẽ đi kèm theo đó là những vấn đề liên quan đến kinh nguyệt không đều. Tuy nhiên rằng là cũng có rất nhiều những bệnh nhân mà mắc hội chứng buồng trứng đa nang, tuy nhiên là kinh nguyệt của họ thì lại rất là đều. Vâng, mong bác sĩ có thể làm rõ được cái nội dung này không ạ? Đúng thế. Thường ở người châu Âu ấy thì buồng trứng đa nang thường dẫn đến là thứ nhất là kinh nguyệt không đều và béo phì, nhưng ở người châu Á chúng ta thì buồng trứng đa nang thì có bệnh nhân thì béo phì, có bệnh nhân thì lại rất là gầy, có bệnh nhân thì rối loạn kinh nguyệt nhưng có bệnh nhân lại không có rối loạn kinh nguyệt, chỉ có chu kỳ nó dài ra hoặc thậm chí bệnh nhân lại không dài ra. Nhưng mà tôi muốn nói rằng là khi mà đi khám thì chúng tôi mới dựa vào tất cả những cái hai trong ba cái triệu chứng của cái hội chứng buồng trứng đa nang để chúng tôi kết luận rằng bệnh nhân đấy có buồng trứng đa nang hay không. Phần làm rõ vừa rồi của bác sĩ Nhã thì cũng sẽ giúp cho rất nhiều những bệnh nhân mà mắc hội chứng buồng trứng đa nang.